Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video ngày hôm nay thì mình giới thiệu một cái kèo coi ví cũng khá là ngon nhé. Thì đây là cái dự án đến từ cái ví Fionation. Ở đây thì khi mà mọi người đăng ký xong ấy thì mọi người sẽ nhận được là 100 cái token Fibo. Nó theo cái giá ước tính của cái dự án nó rơi vào khoảng là 20,7 đô la nhé. Còn cái giá thực tế sau này nó lít sàn là bao nhiêu thì cũng không rõ lắm. Thì ở đây cái ví này ấy, thì nó còn cho phép chúng ta là khai thác miễn phí hàng ngày. Tức là hàng ngày chúng ta sẽ vào đây khai thác để nhận những cái đồng token Fibo này về ví. Thì hiện nay ấy, cái dự án này thì nó đã đạt được là trên 10k người sử dụng rồi. Như ở đây mọi người thấy này, từ 0 đến 10k thì tốc độ sẽ là 0.05 cái Fibo trên 1 giờ. Và từ 10k cho đến 100k là 0.04 Fibo trên 1 giờ. Và hiện nay thì mọi người để ý thấy ở cái tốc độ khai thác hiện nay ở dưới dòng dưới cùng này đang là 0.04 Fibo, tức là cái lượng người đăng ký đã vượt quá con số 10.000k rồi nhá. Thì một cái dự án khá là tiềm năng. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách đăng ký cái dự án Fibo này. Và sau khi kích vào đường link dưới phần mô tả ấy, nó sẽ chuyển mọi người đến một cái giao diện như thế này. Đó, thì ở đây thì mọi người sẽ bấm chọn vào Google Play nhé. Còn trên iOS thì hiện nay cũng chưa có. Mọi người bấm chọn vào đây để tải cái ứng dụng này về. Mọi người chọn cài đặt cho mình và chờ đợi nó cài đặt nhé. Rồi, sau khi cài đặt xong mọi người sẽ mở cái app này ra để tiến hành đăng ký. Ở đây thì nó chỉ có một cái cách đăng ký duy nhất, đó là đăng ký bằng Google. Thì mọi người bấm chọn vào đây nhé. Rồi sau đó thì mọi người sẽ chọn tài khoản để mọi người đăng ký. Ở đây thì nó yêu cầu mọi người nhập first name và last name. Thì cái này mọi người nhập tùy ý nhé, không nhất thiết là phải đúng tên đâu. Thì còn cái mã giới thiệu, thì mọi người sẽ nhập cái mã giới thiệu mình để dưới phần mô tả nhé. Rồi sau đó bấm chọn next. Mọi người lưu ý này, mọi người sẽ phải nhập mã giới thiệu thì mọi người mới nhận được 100 cái token Fibo này nhé. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn Let's Start. Như ở đây là mọi người đã nhận được 100 này. Đó, thì mọi người sẽ nhận ngay được 100 cái đồng Fibo này. Thì nó sẽ tương đương với khoảng đâu đó là 20,7 đô la nhé. Ở đây thì nó có những cái chức năng là gửi, nhận này, rút này. Nó có ví nóng và ví lạnh này. Đó, thì hiện nay những cái chức năng này thì nó chưa hoàn thiện đâu. Đó, sau này thì nó sẽ update lên nhé. Và ở đây nó có một cái video để mà hướng dẫn cho mọi người cái cách đăng ký. Đó thì nó cũng chỉ đơn giản như này thôi. Ở đây thì mọi người có thể bấm chọn vào mining này. Đó, sau đó thì mọi người bấm chọn vào Let's Start. À, vào Start Mining để bắt đầu tiến hành khai thác nhé. Và cứ sau mỗi 24 giờ thì mọi người sẽ vào đây để kích hoạt khai thác một lần. Và ở đây nó có một cái đường link để mọi người đi chia sẻ này. Thì mỗi một đường link thì mọi người sẽ nhận được là 0.001 Fibo trên 1 giờ. Đó, mọi người bấm chọn referral này, refer này. Rồi sau đó thì mọi người sẽ sao chép cái liên kết. Mọi người sẽ sao chép cái liên kết này của nó nhé và đi chia sẻ. Đó, mọi người sao chép liên kết và đi chia sẻ để tăng để nhận thêm cái đồng Fibo này nhé. Đó, xem mục profile là gì. Mục profile thì ở đây mọi người có thể là add cái Twitter của nó hoặc là add cái Instagram này. Rồi, mục cài đặt có gì không. Đó, thì hiện nay thì cái việc đăng ký cái app này nó cũng khá là đơn giản thôi. Và chúng ta sẽ nhận được miễn phí là 100 cái đồng token Fibo này. Và sau này thì nó cho rút như thế nào đó thì mình sẽ có một cái video hướng dẫn mọi người sau nhé. Và mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.